đòn hiểm độc nhất, cả cái luồng nước vô sở bất trí ấy bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò. Và chính những đòn đánh hiểm độc này khiến cho ông đò choáng váng. Trong phút chốc, ông đò nhìn thấy mặt sông như lòa sáng lên, một cửa bể đom đóm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng. Ông đò choáng váng và đau đớn, nhưng mặc dù vậy, ông không hề nao núng. Với kinh nghiệm chèo đò vượt thác rất nhiều năm, ông cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuống lái, mặt méo bệch đi như cái luồng sóng đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm vào chỗ hiểm. Tăng thêm mãi tiếng hỗn chiến của nước, của đá thác. Nhưng trên cái thuyền sáu bơi chèo vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn gọn, tỉnh táo của người cầm lái. Các con thấy rằng, với kinh nghiệm nhiều năm vượt thác của mình, ông đò đã dẫn dắt những tay chèo trên thuyền vượt qua trùng vi thạch trận thứ nhất một cách rất an toàn. Sang đến trùng vi thạch trận thứ hai, ở vòng hai này tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền vào, và cửa sinh thì lại được bố trí lệch qua bên hữu ngạn, tức là bên phải. Và dòng nước sông Đà giống như là một con hổ, giống như là chúa Sơn Lâm rất mạnh mẽ, dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông đá. Nhưng ông đò tất nhiên không chịu thua. Ông nắm chặt lấy cái bờm sóng đúng luồng, ghì cương lái, bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy. Khi thấy ông đò vượt qua, 4-5 bọn thủy quân cửa ải nước trên bên bờ trái liền xô ra, định níu lôi thuyền vào tập đoàn cửa tử. Và tất nhiên với kinh nghiệm của mình, ông đò đã nhớ mặt bọn này. Đứa thì ông tránh mà rảo bơi trèo lên, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở đường tiến. Ở đây, tác giả đã sử dụng những hình ảnh rất đặc sắc, giống như một cuộc chiến thực thụ. Thực ra, ở đây, ông đò có lúc thì né cái luồng nước ấy, có lúc thì lại tiến thẳng vào giữa, chặt đôi con sóng ra để mà tiến vào cửa sinh. Những luồng cửa tử bỏ lại hết sau thuyền, chỉ còn vẳng lại theo tiếng hò của sóng thác luồng sinh. Chúng vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa đã tiêu nghỉu cái mặt xanh lẻ thất vọng, thua cái thuyền đã đánh chúng vào cửa sinh nó chấn lấy. Vượt qua trùng vi thạch trận thứ hai, tiến tới trùng vi thạch trận thứ ba. Ít cửa hơn, bên phải, bên trái đều là luồng chết cả. Còn luồng sinh thì ở giữa. Và ở đây, cổng đá cánh mở cánh khép, thác nước ào ào, hơi nước mù mịt. Con thuyền cứ thế phóng thẳng vào cửa sinh, chọc thủng cái cửa giữa ấy. Thuyền vút qua đó, vút vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được. Thế là hết thác. Như vậy, ông đò đã vượt qua 3 trùng vi thạch trận. Và lưu ý, sau trận chiến ấy chúng ta có hình ảnh ông đò và hình ảnh con sông Đà đi vào nghỉ ngơi. Sông Đà vặn mình vào một bến cát có hang lạnh, sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ. Dòng sông trở lại thanh bình và đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Còn nhà đò cũng vậy. Đêm ấy, nhà đò đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá anh vũ, cá dầm xanh, về những cái hầm cá hang, cá mùa khô nổ những tiếng to như mìn bộc phá, rồi cá túa ra đầy tràn ruộng. Cũng chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng giữ quân tận vừa rồi. Cuộc sống của họ ngày nào cũng chiến đấu với sông Đà dữ dội, ngày nào cũng giành lấy cái sống từ tay những cái thác, cho nên với họ, điều này không phải cái gì quá to tát. Đây là một việc hết sức bình thường, không phải một chiến công gì đáng ghi nhận, đáng nhắc lại. Và qua đó, ta thấy được vẻ đẹp lao động của con người nơi đây. Sau khi phân tích xong, các con đánh giá cho cô về nghệ thuật và nội dung, sau con tiếp tục liên hệ mở rộng. Kết bài, các con khẳng định lại vấn đề ở đề bài, cũng như khẳng định lại giá trị của tác phẩm. Đề số 3, phân tích đoạn trích sau để thấy được chất thơ trong tùy bút của Nguyễn Tuân. Tôi có bay tạt ngang qua sông Đà, các con có thể nhìn vào trang 190 cho đến trang 192. Tất nhiên đoạn này hơi dài, đề có thể cắt bớt đi, cắt đến đâu các con phân tích đến đó. Với đề này, phần mở bài, các con cần nêu được chất thơ trong tùy bút của Nguyễn Tuân. Phần thân bài, luận điểm 1, các con vẫn khái quát tác giả tác phẩm. Tuy nhiên, các con cần phải nhớ có một khái niệm mới là khái niệm chất thơ. Vậy chúng ta sẽ phải giải thích chất thơ là gì và chất thơ trong tác phẩm của Nguyễn Tuân như thế nào. Chất thơ là tiếng nói của tình cảm, cảm xúc,
có thể khơi gợi những rung động thẩm mỹ và tình cảm nhân văn, đây là khái niệm. Thứ hai là biểu hiện qua nội dung và nghệ thuật. Chất thơ trong văn xuôi được thể hiện khi nội dung đi vào diễn đạt những trạng thái cảm xúc, rung động tinh tế. Chất thơ thể hiện qua hình thức, đó là câu văn có tiếng nhạc, ngôn từ phong phú gợi cảm, các biện pháp nghệ thuật linh hoạt, đa dạng, sinh động. Còn chất thơ trong tác phẩm của Nguyễn Tuân có khả năng truyền sự rung cảm đến với người đọc. Sau đó con sẽ khái quát đoạn trích cho cô. Đoạn trích ở đề bài nằm ở phần cuối của tác phẩm, khắc họa vẻ đẹp trữ tình của sông Đà. Sang đến phần luận điểm 2 phân tích. Các con sẽ khái quát cho cô vẻ đẹp sông Đà, giới thiệu về sông Đà giống như ở đề 1. Đó là giới thiệu sông Đà trong thực tế và sông Đà trong tác phẩm của Nguyễn Tuân với hai lời đề từ. Thứ hai, bởi vì đây là đoạn cuối cho nên con cần tóm tắt cho cô phần đầu. Sông Đà trước khi mang cái vẻ đẹp trữ tình thì nó có một vẻ đẹp hung bạo, được biểu hiện thông qua đá bờ sông dựng vách thành cao và hẹp. Mặt gành hát lóng với triền miên sóng gió, hút nước nguy hiểm, tiếng nước thác ai oán, nỉ non, khiêu khích. Đá lòng sông mang nhiều khuôn mặt khó chịu, nhăn nhúm méo mó và đặc biệt là trận thủy chiến cam go giữa sông Đà với ông Đỏ Lai Châu. Nhưng sau khi trận thủy chiến kết thúc, con sông Đà quay trở về với vẻ đẹp trữ tình của nó. Và vẻ đẹp trữ tình được miêu tả qua 3 góc độ, không gian, thời gian và văn hóa. Thứ nhất, với góc độ không gian, con sẽ đi cho cô theo trình tự, từ trên cao xuống, xuống đến dốc núi và hai bên bờ sông. Từ trên cao xuống, con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bùng nở hoa ban, hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Câu văn nhiều thanh bằng, co duỗi nhịp nhàng, âm điệu uyển chuyển, giàu nhạc tính và đầy chất họa như một bức tranh thủy mặc. Tây Bắc như một thiếu nữ xinh đẹp, mà sông Đà chính là suối tóc tuôn dài ngàn vạn sải. Áng tóc mềm mại và óng ả của nàng bồng bềnh như sương khói Tây Bắc, được điểm tô bằng cả rừng hoa, hoa ban trắng tinh khôi, hoa gạo đỏ rực rỡ. Nếu như miêu tả vẻ đẹp hung bạo của sông Đà, Nguyễn Tuân sử dụng nhiều tri thức võ thuật, quân sự, thì khi tái hiện vẻ đẹp trữ tình của Đà Giang, bao lịch lãm về văn chương, hội họa, điện ảnh, tự chúng tụ lại dưới ngòi bút của ông. Thật khó mà phân định được vẻ đẹp trữ tình ấy là do tự sông Đà có hay nhờ ngòi bút Nguyễn Tuân mới ngân lên như một câu thơ. Khi xuống đến dốc núi, hình ảnh con sông được miêu tả qua cái nhìn của một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Cho nên, đã có lần, Nguyễn Tuân nhìn sông Đà như một cố nhân. Cảm xúc của người đi rừng đã lâu, thèm chỗ thoáng, nay gặp lại sông Đà sau bao ngày xa cách là một nỗi nhớ thương nghẹn ngào xúc động. Xa lâu thì nhớ, mà gặp lại thì cuống quýt mừng vui. Niềm vui ấy vỡ òa trong sung sướng, hạnh phúc, tạo nên những liên tưởng bất ngờ. Chao ôi, trông con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Chính tâm trạng ấy đã tạo nên một câu văn có cấu trúc đặc biệt, chỉ toàn những cụm từ định danh. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông Đà. Nhà văn đang điểm mặt từng người bạn cũ lâu ngày không gặp, đang ngắm nghía vẻ đẹp trữ tình, nay lại càng tươi tắn hơn. Sau một quãng thời gian dài trùng phùng, thế rồi niềm vui sướng ấy lắng đọng lại, trở nên đầm đầm ấm ấm. Nguyễn Tuân đang chìm trong chất thơ của cảnh, của hoài niệm, của ký ức lãng đãng sương khói, đưa độc giả lặng người trôi trong âm hưởng của những câu văn đẹp đẽ, trong sáng, gợi cảm. Thứ ba, ở hai bên bờ sông, sông Đà rất đỗi thi vị ở những bờ bãi ven sông. Nguyễn Tuân đã viết những câu văn êm ái dẫn người đọc theo con thuyền và lạc giữa dòng thơ, thuyền tôi trôi trên sông Đà. Câu văn toàn thanh bằng gợi cảm giác lâng lâng êm đềm. Điệp ngữ thuyền tôi trôi lặp đi lặp lại gợi liên tưởng đến nhịp mái chèo khoan nhạc trên sông. Cảnh ven sông ở đây lặng tờ, không gian ở đây tĩnh lặng đến tuyệt đối, dường như không thể tĩnh lặng hơn được nữa. Nhưng lặng tờ mà không u tịch, bởi hai bên bờ sông xuất hiện những hình ảnh tươi mới. Nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, cỏ danh đồi núi đang ra những nõn búp. Màu xanh tươi non mơn mởn ấy mang lại cho bờ sông Đà vẻ trong trẻo, nguyên sơ. Nhưng hai bên bờ sông đâu chỉ có vậy. Có quãng bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Liên tưởng độc đáo này mang lại cho bờ bãi sông Đà những vẻ đẹp phong phú và thanh bình, nhưng không kém phần bí ẩn, hoang dã.
Dường như nó vẫn còn ẩn khuất đâu đó những bí mật mà con người chưa thể khám phá ra. Nhưng dù thế nào, sông Đà vẫn bộc lộ trước mắt ta vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Đàn cá rầm xanh quẫy vọt lên mặt sông, dòng sông lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác. Kỳ diệu nhất phải kể đến hình ảnh con hươu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi áng cỏ xương, trò chuyện với người khách lạ bằng tiếng nói của con vật lành. Không gian lúc này như một miền cổ tích kỳ ảo, huyền diệu, khi con người và loài vật cùng chung nhau một thứ tiếng nói. Cảm xúc của Nguyễn Tuân lúc này bỡ ngỡ, non tơ, khác hẳn với Nguyễn Tuân của thời vang bóng. Giữa không gian ấy, nhà văn hình dung ra một tiếng còi súp lê, tiếng còi xương. Đó chỉ là âm thanh trong tâm tưởng của tác giả, nhưng lại thể hiện khát vọng chứng kiến sự đổi mới của Tây Bắc trong không khí xây dựng xã hội chủ nghĩa những năm 60. Nghĩa là, Nguyễn Tuân đã lột xác để hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc. Dòng sông Đà nhất định sẽ thắp lên ánh điện, thắp sáng cho cuộc sống văn minh của nhân dân. Sau khi phân tích xong, con sẽ sang cho cô vẻ đẹp trữ tình của sông Đà nhìn từ góc độ thời gian. Nhìn từ góc độ thời gian, sông Đà trước hết là một dòng chảy bốn mùa, và ở đây tác giả miêu tả đại diện hai mùa là mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân, dòng xanh ngọc bích, các con sẽ giải thích cho cô, xanh ngọc bích là màu xanh trong, ngọc ngà, kiêu sa, thanh tân và tươi trẻ, chứ không phải màu xanh trầm đục như màu canh hến của sông Gâm, sông Lô. Còn mùa thu thì nước lừ lừ chín đỏ, đó là màu của phù sa, của dòng chảy chậm và nặng, mang vẻ đẹp nồng nàn, quyến rũ. Tác giả so sánh màu đỏ của nước sông mùa thu với da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, với cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì. Đây là cách so sánh rất đặc biệt, mới mẻ, nhưng chính xác, hợp lý. Đồng thời, thông qua đó, tác giả đã quả quyết rằng sông Đà không phải và không bao giờ là sông đen như cách mà thực dân Pháp vẫn gọi. Chỉ bằng một lời khẳng định chắc nịch đã thể hiện rõ sự bất mãn và tinh thần dân tộc của nhà văn. Thứ hai, sông Đà là một dòng chảy lịch sử. Theo Nguyễn Tuân, từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Có thể nói rằng, dòng chảy của sông Đà song hành cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc. Sông Đà đã góp mình làm nên lịch sử, trưởng thành cùng đất nước. Trải qua biết bao biến động, bao gian truân. Từ thời phong kiến, nó nghiêng mình theo bờ cõi của các vị vua chúa, rồi lại kiên cường chảy trôi trong mưa bom bão đạn của thực dân đế quốc. Cũng có thể, dưới con mắt của nhà văn, thời gian như ngừng trôi trên dòng sông để giữ nguyên sự lặng tờ của con sông từ xưa đến nay và mãi về sau. Để con sông Đà trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa những năm 60 của thế kỷ 20 vẫn là con sông Đà của thời Lý, thời Trần, thời Lê. Dù hiểu theo cách nào, con sông Đà vẫn luôn giữ trong lòng nó hồn thiêng dân tộc. Thứ ba là vẻ đẹp trữ tình của sông Đà nhìn từ góc độ văn hóa. Con sông Đà là một dòng chảy thi ca đầy lãng mạn. Sông Đà đẹp đến mức màu nắng của nó cũng rất đỗi nên thơ. Nguyễn Tuân đã miêu tả màu nắng để riêng tặng cho con sông này. Có cảm giác như nắng trong suốt, ấm áp của sông Đà ta có thể cầm trên tay. Cái nắng ấy như tiếng hồn nhiên trong trẻo của thể trẻ thơ. Dường như thấy được sự bất lực của ngôn ngữ, Nguyễn Tuân đã dẫn ra một câu thơ đẹp và bậc nhất của Đường Thi để ca ngợi màu nắng tháng 3, Yên hoa tam nguyệt há dương châu. Đây là câu thơ của nhà thơ Lý Bạch. Tuy nhà thơ Lý Bạch không chủ đích miêu tả sông Đà, nhưng câu thơ lại rất phù hợp với con sông Đà. Mặt khác, sông Đà còn gắn với những vần thơ lãng mạn của nhà nho tài tử Tản Đà. Dải sông Đà bọt nước lênh bênh, bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình. Tản Đà yêu biết bao con sông quê hương mình và cũng tự hào biết bao về nó. Chính vì vậy, ông lấy bút danh Tản Đà ghép từ núi Tản và sông Đà. Trở thành tình yêu gắn bó sâu sắc trong lòng thi nhân, sông Đà phải đẹp đến nhường nào. Dòng chảy của sông Đà ở quãng này thật thơ mộng. Nó lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi, lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi, trôi những con đò mình nở chạy buồm vải. Như vậy, với điểm nhìn từ góc độ văn hóa thì Nguyễn Tuân là một trí thức giàu tinh thần dân tộc. Sau khi phân tích xong, các con sao cho cô phần luận điểm 3, đánh giá, tổng kết nghệ thuật, nội dung, so sánh liên hệ mở rộng với sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường và kết bài. Trên đây là phần ôn tập
Tác phẩm Người lái đò sông Đà chúc các con ôn thi và thực thi thật tốt.